Rồi, lâu lâu có mấy chị ở dưới Sài Gòn lên chơi. Đây đây, đây là chị gì ba? Chị Yến. Đây là chị Yến, đây là chị Tiên, đây là chị Gấm. Rồi ok. Các món thì có món gì đây? Cá tê tượng. Cá tê tượng chiên xù. Thiếu phần đuôi. Phần đuôi đây, phần đuôi đây. À, đây là mỡ hành. Đây là sò điệp gì vậy? Sò lông. Sò lông. Ốc bươu. Mắm nêm. Đầy đủ, không thiếu gì hết. Dạ con có rồi chú. Đang quay à? Đang quay, đang quay. À, để bên này đi cơm có rồi đó. Dạ cô có rồi chú ạ. Có đủ cho cô, cơ chú có xin cho cô với lại Đậu phộng. Má làm mì cho tụi nó. Quay quay tình kia đi, quay tình kia đi. Chị quá nhiệt tình. Quá nhiệt tình. Kênh gia đình mà. Chị đây bác ra hệ thống đường rồi. Gắm cái đó còn bánh gì bánh cá hả? Dạ, bánh cá. Bánh tráng cái cá rồi bác. Có bánh tráng nha. Chút xíu Yến, chút xíu đi, để ăn ốc đi. Dạ, con chưa uống mà con sai rồi. Cho em miếng bánh tráng chị. Để con chịu sai của con. Cho con không biết. Rồi, Linh vừa về. Linh mai ớt mà. Lên mai ốp. Thôi giờ mình lên đi. Rồi. Tết là cô quay không lên được. Con làm nước phiên nó lo sao tới về dạ chắc ba ngày đó cô chú còn biến. Con mời cô chú ăn hả? Rồi. Có bánh tráng cô đâu? Rồi rồi ăn đi con. Nè, trời ơi, ăn ốc đi con. Ăn ốc đi. Ăn ốc đi. Ăn ốc đi lên. Này nữa, này món thua được. Ăn đi. Ăn đi.